Store xin chào anh em nhé. Thì đây là con Vivo IQ Z9 Turbo mới ra mắt hôm nay. Và bây giờ thì mình đã có trên tay sản phẩm này rồi, cùng phân khúc với OnePlus Ice 3V và Redmi Turbo 3. Cấu hình nó cũng rất là mạnh nhé. IQ Z9 Turbo ấy sẽ trang bị chip Qualcomm Snap 8S Gen 3, chip cũng như là trên Turbo 3, sạc nhanh là 80W, màn hình 1.5K và tần số quét là 144. Nói chung là thông số này ấy thì ngang ngang sẵn sàng như nhau rồi. Và anh em sẽ được cài sẵn Origin OS nhé. Cái Origin OS này sẽ có sẵn tiếng Việt nhé, và anh em mua về chỉ việc dùng thôi. Cài thêm CH Play là xong. Cái thiết kế bên ngoài ấy, nó sẽ khá là giống với IQ 12. Vivo IQ là một trong những cái sản phẩm mà bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc. Vivo ấy thì nổi tiếng với cái giao diện rất là nhẹ, camera của thương hiệu này chụp ảnh cũng rất là đẹp. Anh em cũng sẽ không bị chặn CH Play và dùng bình thường ở Việt Nam nhé. Ngoài ra sim sóng hoàn toàn ổn định bình thường, không như dòng Realme và Oppo. Anh em sẽ được tặng ốp nâng đi kèm trong hộp máy nhé. Ngoài ra anh em cũng sẽ có sẵn cục sạc nhanh 80W đi kèm theo máy. Anh em quan tâm về sản phẩm này cứ để lại comment phía bên dưới cho mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.